Hello, xin mến chào tất cả anh em. Trước mắt anh em nhìn, đây là nguyên hộp anh em, một cục đẩy là 850, cục đẩy 2 kênh, công suất chuẩn là 800W trên một kênh. Đó, cục đẩy này thì nó chạy điện 220V và mạch glass half, tiếng rất là sáng. Thì hôm nay em có bóc hộp cục đẩy này để gửi đi cho một anh, đó là anh Vinh. Anh này anh ở Hải Phòng anh em nhé. Và anh cũng đã cọc trước cho bên em 500 rồi. Thì là cục đẩy này hiện tại thì bên em đang bán với giá là 5.200.000 đồng, thì số tiền còn lại thì bác kiểm tra hàng rồi bác thanh toán nốt với nhân viên bưu điện, đúng không? Thế là xong. Thì không để anh em chờ lâu nữa, bây giờ em sẽ bóc hộp LA850 anh em nhé, để anh em cùng xem. Nguyên hộp anh em nhé, rất là chất lượng. Đấy, rất thích được bóc hộp này. Vỏ hộp nó được bọc làm hai lớp anh em nhé. Đó, được bọc làm hai lớp, một lớp ngoài này, ở sau đó một lớp trong này, khá là chắc chắn như vậy. Ở những cái đinh kim của nó đây rất là chắc chắn. Đây là một sản phẩm chính hãng của lưới cao phân tích. Đó, xốp bảo vệ đây anh em thấy không ạ? Đó, xốp bảo vệ. Đó, rất là dày anh em nhé. Chính vì số bảo vệ dày như thế này, khi anh em vận chuyển đi xa vào trong thành phố Hồ Chí Minh hay vào miền Nam, đó, vào những khu như Đồng Nai hoặc Trà Vinh đó, thì rất là yên tâm đó, rất là an toàn cho cái sản phẩm của chúng ta, đúng không ạ? Khi mở ra thì đầu tiên anh em cũng nhìn thấy một cái sách hướng dẫn, đúng không ạ? Sách này sách hướng dẫn sử dụng anh em nhé. Anh em về anh em biết tiếng Anh em có thể mở ra. Ok chưa ạ? Đó, hàng chuẩn anh em nhé. Ok. Tiếp theo thì nó sẽ có một cái dây nguồn. Đó, anh em nhìn dây nguồn chất lượng ạ. Đây là một cái dây nguồn 2 chấu. Đó, nhìn nó rất là chất lượng, rất là to anh em nhé. Hàng chuẩn chỉnh luôn. Đó. Rồi. Và cái tiếp theo thì là khá là lặng, bóc cho anh em xem luôn. Wow, mới doang luôn anh em nhá. Đó, anh em nhìn đây, rất là chất lượng với cô gái này, rất là lặng. Rồi anh em sẽ đưa lên. Quá. Cho lên và sẽ test. Ok. Thì em vừa đưa lên anh em nhé. Đó, cho lên được. Cho lên đây. Để test gửi cho anh em nhìn thấy phê không ạ? Đó. Anh em đợi em chậm giây lát nha. Rồi. Đó, 850. Đó, có lợi ao có thích đúng không ạ? Mới tinh toang luôn, vừa bóc hộp. Đó, thơm phức mùi giấy đúng không ạ? Mùi sơn. Ở đây nó có những cái đệm, đấy, cái mút anh em nhé, để nó chắn bụi đi này, ở trong cái khe này này. Đấy, công suất là 800W. Đấy, đây là một dòng đẩy 2 kênh. Đấy, đây công tắc nguồn đây. Ok chưa ạ? Quá chất lượng, màu đen. Size U rất là đẹp. Đó, con dưới này con LA650 anh em nhé. Con trên LA850, con này vừa bóc hộp đây. Size của nó thì nó tầm 38cm. Đấy, rất là phù hợp để trong tủ kệ nhà chúng ta. Bác này bác ấy cũng, nói chung là bác tìm hiểu khá kỹ rồi. Đó, ở đây anh không chơi súp, anh chỉ chơi 2 cặp full 30 thôi. Đấy, anh chơi đúng 2 cặp full 30. Thì đây con LA850 này thì chơi thì đúng là quá chuẩn luôn anh em nhá. Anh em nhìn cái ốc đây quá đẹp luôn. Rất là chất lượng. Đấy, sơn tích điện nhìn nó quá là chất luôn đúng không ạ? Đằng sau quay cho đằng sau cho anh em xem một chút. Đó, đầu tiên nó sẽ là cái ổ cắm điện nguồn này. Ok chưa ạ? Đó, đường input thì nó sẽ có cổng A, cổng B, input AB đúng không ạ? Để cho anh em kết nối từ vang xuống.
Ngoài đường input này ra thì nó đều có đường link hết anh em nhé. Anh em có thể link kênh, đúng không ạ? Đấy, độ nhạy đầu vào thì em đã gạt ok cho anh em rồi. Đó. Cái tiếp theo, đấy, chơi ở các chế độ như Stair, Parallel hoặc Parit thì anh em chơi chế độ nào anh em chuyển chế độ đó nha anh em nhé. Anh em link kênh thì em để chế độ Parallel, mà anh em muốn chập kênh thì anh em để sang cái chế độ Parit này, gạt xuống dưới. Đó, bình thường chúng ta đánh kênh nào ra kênh đấy thì cho anh em để chế độ Stair này, ok chưa ạ? Đằng trước thì nó đều có quạt và đằng sau đều có quạt. Con này để chạy thì phẳng khẳng định với em quá là êm luôn. Đó, tiếng rất là êm và mát, độ bền bỉ thì cực cao. Về phần output anh em có thể dùng cái jack, đó, cái jack Lipschitz anh em nhé, để anh em kết nối. Ở đây có lỗ speaker này, anh em có thể dùng cái jack này anh em nhá. Anh em có thể dùng jack này, anh em cắm vào, đó, như thế này nó thuận tiện này. Đó, còn không thì bình thường thì tốt nhất gia đình anh em nên sử dụng cái khắc dài này, cái jack gài này cho em. Đó, cái jack gài này anh em luồn dây điện vào, sau đó anh em xoắn chặt vào, như thế là ok nhất, chắc chắn nhất, không bao giờ sợ lòng lẻo, đúng không ạ? Đó. Đó, rất là chất lượng. Đó. Rồi ok, thì không để anh em chờ lâu nữa, bây giờ thì em sẽ test chất âm của cục đẩy là A850 này. Đó, để cho anh em nghe chất âm của nó anh em nhé. Anh em đợi em trong giây lát, em sẽ kết nối. Đó, ok, và hôm nay thì em sẽ làm khác đi một chút anh em nhé. Mà em sẽ dùng kết nối từ con vang số kết nối xuống cục đẩy là A850 để xem chất âm của nó như thế nào anh em nhé. Mọi khi thì em hay test mộc, đúng không, test thô. Đó, hôm nay thì sẽ lấy tín hiệu nhạc từ máy tính. Đó, chúng ta sẽ kết nối xuống con vang và từ vang xuống đẩy anh em nhé. Rồi, đó, đây em vừa kết nối đây. Đó, cặp lo dây ca lông em nhé, kết nối xuống đẩy, đúng không ạ, dây loa. Ở đây thì em ninh loa anh em nhé. Mỗi kênh em chơi một cặp loa 30 luôn. Đó, đây dây tín hiệu nhạc vào. Đó, giờ sẽ bật, đó, bật vang lên. Đó, bật công tắc của đẩy lên. Ok chưa ạ? Và sẽ mở nhạc lên này. Đó. Đó. Đó, kênh 1, kênh 2 này. Ok chưa ạ? Cho nhạc to chút này. Nghe tiếng quá là hay luôn anh em nhá. Đó, kênh 1 này. Ok chưa ạ? Đó. Đây, kênh 1 anh em nhá. Kênh 2 này. Ok chưa ạ? Cả hai kênh nhá. Đó, đang chơi trên hai cặp full 30. Đó, mỗi vế một cặp anh em nhá. Mỗi vế một cặp. Mỗi kênh một cặp loa 30 luôn. Ok chưa ạ? Quá là chất lượng. Phải nói là tiếng rất là hay, con này rất là khỏe, đánh rất là đanh anh em nhá. Đúng như là bác nói, ở nhà bác có vang số rồi. Đó, thì là bác lấy cục đẩy là 850 này để về bác chơi hai cặp full 30. Thì hôm nay làm như là cái sản phẩm của nhà bác. Đó, nhà bác hiện tại đang có hai cặp full 30, một vang số. Thì trước bác dùng là dùng âm ni, bây giờ là bác chuyển sang đẩy anh em nhá. Đó, bác nâng cấp sang đẩy. Thì với cục đẩy là 850 này thì thực sự với anh em để mà nâng cấp lên thì quá chuẩn luôn. Đó, để thay thế con âm ni nhà chúng ta. Đó, để thay thế những âm ni 203, 2506 thì quá là tuyệt vời. Đó, tiếng nó ra nó rất là căng. Đó, kết nối với vang số anh em nhá. Đó, thì con vang số này hiện tại thì bên em đang bán với giá là 3.300.000 đồng. Setup cho anh em lên tới là 6 chế độ karaoke anh em nhé, 6 chế độ karaoke. Đó, đây là hàng mới chính hãng của Lợi Gautic và đều được bảo hành cho em lên tới 12 tháng. Đó, kết nối xuống con vang con đẩy là A850 này thì không còn cái gì để mà suy nghĩ nữa, đúng không ạ? Ok chưa ạ? Đó, thế này là quá ok rồi anh em nhé. Rồi ok, thì cũng rất cảm ơn anh em đã tin tưởng và mua hàng của bên em. Anh em xem video thấy hay nhớ cho em xin một like và đăng ký kênh. Bác nào có nhu cầu mua hàng gọi trực tiếp với em qua số điện thoại bên dưới. Xin chào và hẹn gặp lại anh em.